Từ hơn 400 năm trước, khi Hội An được hình thành và trở thành thương cảng nhộn nhịp và sầm uất nhất ở Việt Nam, thì những chiếc đèn lồng theo dấu chân của những tiền nhân xuất hiện và tô điểm cho không gian của vùng đất này. Và theo thời gian, đèn lồng trở thành một nét đặc trưng riêng của Hội An trong suy nghĩ của khách thập phương. Dưới ánh sáng dịu dàng và lung linh của đèn lồng, Hội An như một thế giới cổ kính, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Từ những con phố nhỏ đến những ngôi nhà cổ, đèn lồng không chỉ là vật trang trí mà còn là biểu tượng văn hóa, mang trong mình câu chuyện của quá khứ và niềm tin vào tương lai. Tôi đi giữa phố lồng đèn, tìm mua một chút hồn nhiên thuở nào. Tuổi thơ treo thấp treo cao, diệu ơi mỗi tiếng mời chào nghe thương. Thưa quý vị, đó là những vần thơ rất đỗi quen thuộc trong bài thơ Giữa phố lồng đèn của nhà thơ Kim Ba. Và khi nhắc đến hình ảnh của những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, có thể nó đã trở thành một biểu tượng vô cùng đặc trưng của người dân Hội An của chúng ta. Và đây cũng là một nét đặc sản tạo nên hồn cốt của Hội An để thu hút du khách trong cũng như là ngoài nước. Và khi nhắc đến nghề làm lồng đèn tại Hội An, Quảng Nam thì đây là một làng nghề đã được hình thành từ rất nhiều thế kỷ, và để có thể gìn giữ và phát huy được nó cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta không thể nào không nhắc đến công sức và sự góp sức của rất là nhiều nghệ nhân, những người sáng tạo nên nó. Và nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là một nhân vật như thế. Khánh Tường đang muốn nhắc đến anh Võ Đình Hoàng, là người đã sáng lập và xây dựng nên thương hiệu đèn lồng The Lantana. Đây là một thương hiệu đạt chuẩn 4 sao theo chương trình phát triển kinh tế quốc gia. Và ngay bây giờ, Khánh Tường mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng với Khánh Tường gặp gỡ nhân vật khách mời của chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ, em chào anh Hoàng. Em là Khánh Tường của chương trình Hạnh Phúc Con Đường. Dạ. Xưởng của anh thì chủ yếu là về đèn lồng và đèn trang trí. Và hiện nay thì anh cũng có một số sản phẩm về thủ công mỹ nghệ. Tức là đây là những bức tranh về giấy dừa được sản xuất từ cây dừa nước Tổng Thanh mình, Tổng Thanh Hội An mình. Và một số đây là cũng là một số cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của những nghệ nhân tại Hội An làm. Trong tưởng tượng của em là đèn lồng là chỉ có một dáng hình bầu thôi. Đúng rồi, đèn thì nó có rất là nhiều hình dáng. Ví dụ như đây là đèn trầu, đây là đèn tỏi, đây là đèn kim cương, và nó được sử dụng rất là nhiều chất liệu để dán lên đèn. Thì đây là vải hoặc là giấy dừa. Đèn lồng của Hội An thì nó có gì khác với những nơi khác anh hả? Đèn lồng của Hội An thì nó được kết hợp bởi cái thứ nhất đó là cái cây tre. Vì cây tre là nó xuất phát từ khu vực vùng quê nông thôn, nó có những cái tính năng và công năng rất là tốt, nó đi gần với cuộc sống. Ví dụ như là đây là hình ảnh cái bánh ú. Nó giống như cái bánh ú thì cho nên gọi nó là đàn ú. Là hình này thì nó giống như là củ tỏi, gọi là đàn củ tỏi. Những tên gọi nó rất là gần gũi với lại cái đời sống của người dân mình. Cái thứ hai nữa phù hợp với lại cái không gian về cái truyền thống của người Việt. Từ ngày xưa thì mọi người đã sử dụng đàn rồi, nhưng mà làm sao mà cái đèn nó được phù hợp với lại cái không gian sống và nó mang tính chất thuần Việt, thì đó là cái mục đích mà để có những cái đèn lồng này nó phát triển. Bây giờ anh mời em tham quan cái xưởng sản xuất đèn của anh nha. Thì đây là những cái phần khung tre. Ví dụ như đây là cái đèn size 30, còn đây là những cái này nè. Còn những cái đèn này là size 45 hoặc là size 60. Bên anh thì ngoài cái việc mà sản xuất đèn lồng truyền thống thì mình mới phát triển nó ra, biến thể nó ra thành những cái đèn có những hình dáng khác nhau. Nó có thể là ví dụ như từ cái trụ hoặc cái ú, mình có thể chuyển qua làm bằng khung kim loại để cho cái độ bền nó lâu hơn. Cái khung này nó rất là nhiều công đoạn. Công đoạn từ việc tiện cái phần chui gỗ này, rồi làm cái phần thanh kim loại này, rồi phần vót cái nang này. Rồi sau đó tạo một cái hình khác nhau, tùy thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng. Bây giờ anh mời em lên để anh em mình trao đổi hoặc nói chuyện sâu hơn về cái đàn lồng của anh. Chắc là anh dẫn em đi ha. Sinh năm 1984 tại Cẩm Hà, nay là phường Thanh Hà, thành phố Hội An, anh Võ Đình Hoàng lớn lên trong những hình ảnh thơ mộng và cổ kính của vùng đất phố cổ, mang nhiều dấu ấn văn hóa lịch sử. Chính vì vậy, dù theo học và tốt nghiệp kỹ sư công nghệ nhiệt điện lạnh tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng trong tâm thức của chàng trai trẻ Võ Đình Hoàng ngày ấy luôn ấp ủ về một giấc mơ góp phần bảo tồn và phát triển quê hương, dù rằng cũng không biết bắt đầu từ đâu.
sau khi ra trường và đi làm tại một số công ty tại Đà Nẵng theo đúng chuyên ngành đào tạo trong 1-2 năm, thì Võ Đình Hoàng chợt nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời từ những chiếc đèn lồng ở Hội An. Không chỉ là một vật dụng hàng ngày, mà còn là một sản phẩm lưu niệm ấn tượng của mỗi du khách khi đến thành phố này. Nhớ đến giấc mơ ngày nào, năm 2009, anh quyết định nghỉ việc cùng hai người bạn tập thành kinh doanh, cung cấp đèn lồng Hội An cho các khách hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc mua vào bán ra gặp nhiều khó khăn do không chủ động được nguồn hàng cũng như kiểm soát được chất lượng đèn lồng. Nhận ra những bất cập đó, Võ Đình Hoàng quyết định tìm đến các nghệ nhân làm đèn lồng lâu năm để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tự mày mò trong việc làm ra những chiếc đèn lồng của riêng mình. Năm 2011, anh cùng bạn quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hoa Nam và tạo ra thương hiệu đèn lồng The Lantana, chủ động hoàn toàn quy trình từ khâu thiết kế, sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất các sản phẩm đèn lồng truyền thống với nan tre làm khung, vải lụa bọc ngoài của thế hệ cha ông đi trước, Võ Đình Hoàng và các cộng sự còn chủ động nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá cao như làm khung bằng sắt, inox để dễ dàng tạo nên nhiều kiểu dáng khác nhau, sử dụng thêm các loại vải như gấm, lanh để tạo nên sự phong phú cho sản phẩm. Đặc biệt, anh còn kết hợp với cơ sở sản xuất giấy dừa nước nổi tiếng Cẩm Thành tạo nên dòng sản phẩm đèn lồng sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ địa phương Hội An. Những cải tiến đó không chỉ đưa đèn lồng trở thành đồ lưu niệm độc đáo mà còn là sản phẩm trang trí thẩm mỹ cho các hàng quán, khách sạn. The Lantana nhanh chóng trở thành thương hiệu đèn lồng Hội An được ưa chuộng trong và ngoài nước. Không dừng lại ở những thành công bước đầu, Võ Đình Hoàng còn mong muốn phát triển đèn lồng nhiều hơn thế. Năm 2018, khi thành phố Hội An triển khai chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm, anh tìm hiểu kỹ các tiêu chuẩn và quyết định đăng ký thực hiện. Thương hiệu The Lantana do công ty Hoa Nam sản xuất trở thành mặt hàng thủ công mỹ nghệ đầu tiên của Hội An được đóng bao bì và có mã vạch hàng hóa đạt chuẩn chương trình OCOP, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Một không gian rất thơ. Có một cái thắc mắc mà nãy giờ em chưa được hỏi anh Hoàng, đó chính là tên thương hiệu của mình. Em nhớ là The Lantana, một cái tên cũng rất đặc biệt. Anh có thể chia sẻ về ý nghĩa của tên này được không ạ? Nói về cái tên thương hiệu, nó cũng là một cái mà rất là đau đầu. Bởi vì mình làm cái nghề truyền thống, thì mình phải có một cái tên là nó mang tính gọi là dân dã nhất. Cái này nó xuất phát cũng là một cái từ dân dã. Vì Lantana nó có nghĩa là hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc. Thì ở mình đó, ở miền Trung mình có một cái loại hoa mọc dài ở các vùng khu đất gò rồi đấy, thì nó có nhiều màu sắc, trong đó nó có 5 màu mà người dân thường phải gọi nó là hoa ngũ sắc. Đó là một tên hay. Và cái chữ đờ á, đúng ra là mình là The Lantana, nhưng mà cho nó nhẹ đi, nó dễ đọc đi, mình chuyển chữ giờ thành chữ đờ, tức là mình đưa qua từ tiếng Pháp là chữ đờ, mình đây mình đọc là The Lantana. Khi em đến Hội An thì em chỉ nghĩ đến đèn lồng. Mà đèn lồng á, thì cũng có rất nhiều cơ sở. Thì mình làm sao mà mình tạo được một cái thương hiệu riêng của mình. Mình làm sao mà tạo được một cái sản phẩm có một cái dấu ấn riêng của mình. Đây cũng là một câu chuyện. Từ năm 2018 là đơn vị anh cũng tham gia cái chương trình OCOP. Đây là một cái chương trình về mục tiêu quốc gia. Thì nó cũng rất là hay. Thì tụi anh cũng vẫn sử dụng là đèn lồng Hội An, nhưng mà trong đó là đèn lồng The Lantana. Tức là mình vẫn mang cái tính chất của cái sản phẩm truyền thống địa phương và vẫn mang thương hiệu của mình vào lồng ở trong đó. Rất là hay. Nhắc đến truyền thống thì người ta hay nhắc đến cụm từ là gia truyền con nối, tức là truyền thống gia đình. Thì em cũng thắc mắc là không biết là gia đình của anh Hoàng có ai là theo nghề về lồng đèn từ xưa đến nay không ạ? Thật sự là đam mê, cũng có rất nhiều người hỏi mình là học về ngành mỹ thuật hay sao. Nhưng mà không phải, mình là học ngành kỹ thuật ra. Là không liên quan gì hết. Không liên quan gì về đèn. Nhưng mà yêu cái đèn và yêu cái văn hóa của Hội An. Lúc đầu thì mình cũng chỉ là xem đèn, thấy đèn và mua những chiếc đèn của những người tiền bối đã làm. Rồi về cũng tập thành kinh doanh. Tập thành kinh doanh, sau đó là mình cũng thấy là mình phải làm gì đó để phát triển cái đèn này lên nó đẹp hơn, mang cái đèn này ra cái tầm vĩ mô hơn. Khi mà xuất thân từ lĩnh vực đó và đặc biệt là cái nuôi của trường học Bách Khoa nữa, thì anh sẽ có rất nhiều cái cơ hội việc làm. Đấy, khi mà anh có một cái quyết định là mình sẽ bắt đầu đầu tư vào sản phẩm truyền thống ở Hội An, quê hương của mình là lồng đèn, lúc đó thì gia đình của anh, tất cả mọi người có ủng hộ không ạ? Thật sự là cũng có người phản đối. Ba mẹ cũng phản đối, tại vì cho mình học bao nhiêu năm trời rồi về đi làm,
đi làm được một thời gian, một năm, hai năm sau lại bỏ nghề, quay về địa phương, quay về nơi mình trông nhau cắt rốn để mình làm những cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà nó cũng có thuận lợi. Kỹ thuật nó cũng mang lại một cái điều mà giúp cho những bước cải tiến trong cái sản phẩm đèn. Tức là ngồi cái sản phẩm đèn lồng như thế này là sản phẩm bằng tre. Những cái này thì những bậc tiền bối ở Hội An thì có bác nghệ nhân hình Long Ba, bác cũng sáng tạo ra những cái hình dáng, những cái đèn như thế này. Mình rất cảm kích bác đã tạo ra một cái sản phẩm tốt và đẹp. Từ sản phẩm như thế này và từ cái kỹ thuật của mình đã được học ở trường, mở ra nhiều cái sản phẩm hơn và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Vì trước đây đèn lồng á, thì chủ yếu là trang trí ánh sáng cho nhà cửa thôi, vào mỗi dịp Tết hoặc là lễ. Nhưng mà sau này đèn lồng được trang trí rất là nhiều để tạo một hiệu ứng ánh sáng cho những cái nơi mà như quán cà phê hoặc villa, khách sạn. Những cái bước ngoặt nó cũng có thể thay đổi một cuộc đời con người. Mình nghĩ như này, trong cuộc đời con người nó luôn luôn là khởi nghiệp. Lúc nào cũng phải khởi nghiệp, bởi vì mình không thể dậm chân tại chỗ. Một khi anh đã xác định được cái nghề của anh rồi thì anh phải khởi nghiệp làm sao để cho sản phẩm đó nó hoàn thiện, khởi nghiệp làm sao để cho sản phẩm nó bán được ra thị trường. Khởi nghiệp nó mang nhiều cái lắm, nó không phải là khởi nghiệp một nghề, mà trong cái nghề anh cũng cần phải khởi nghiệp, cũng cần phải sáng tạo, cái sản phẩm của mình nó luôn luôn được đẹp hơn. Khi mà ngồi nhớ lại những gì đã trải qua, tất cả những gì anh chia sẻ nãy giờ nghe thì bản thân em cũng như là khán giả sẽ cảm thấy khá là đơn giản, nhưng mà em nghĩ thực chất nó không như vậy. Tức là một người khi mà đam mê và ấp ủ một cái gì đó từ nhỏ, thậm chí là họ theo học rất lâu năm luôn, thì họ còn gặp khó khăn nữa. Huống chi là anh, giống như anh nói là anh là một người không có liên quan gì đến với lĩnh vực này hết. Thì cái khó khăn lớn nhất của anh trong những ngày đầu tiên khi mà bắt đầu quay trở về quê hương của mình và thực hiện cái ấp ủ này là gì? Ngày xưa khi mình xin ba mẹ đi học ngành nhiệt điện lạnh á, nói với ba mẹ rằng là học nghề này á, ra có tiền nhiều lắm. Nhưng mà khi học xong á, lại thích đèn. Làm một thời gian xong là thấy cái đèn là thích đèn. Thì ba mẹ bảo, ủa làm nghề đó có tiền nhiều lắm, xong rồi giờ làm ngành này tiền có nhiều không? Có tiền có nhiều không? Thì đó là một cái khó khăn đầu tiên của mình. Về tài chính? Về tài chính, về kinh tế. Tức là khi mình ra trường mình làm thì cái đồng lương của mình nó vẫn chưa đáp ứng đủ cái trang trải cuộc sống của mình. Mình lại bước qua một cái công việc khác, rồi mình đi vay, đi mượn của người thân, của bạn bè, rồi mình làm để cái tiếp lửa cho cái đam mê của mình. Và sau khi mình đạt được những cái sản phẩm nó vừa đúng với cái yêu cầu của mình. Bởi vì một cái sản phẩm về mỹ thuật, một sản phẩm về nghệ thuật thì nó chỉ vừa đúng với lại một ai đó thôi. Còn về cảm nhận của mỗi con người sẽ khác nhau về cái sản phẩm đó. Mình phải làm ra một sản phẩm để người khác nhận mình rằng nó đẹp, thì tức là mình đẹp. Tức là mình đã thành công một nửa rồi. Còn khi nào mà mình bán được sản phẩm thêm nữa, tức là mình đã thành công được 100%. Và cái khó khăn về tài chính là khó khăn lớn nhất. Tiếp theo là cái khó khăn về cái vấn đề mình tiếp thu nghề, về chuyên môn, kỹ năng. Đúng rồi, bởi vì mình không phải là nghề truyền thống ba đời, cha truyền con nối, tay ngang. Phải đi tìm hiểu các nghệ nhân. Sản phẩm đèn này thì tất cả cũng được làm bằng tre, nhưng mà khi tất cả sản phẩm này đều được qua xử lý để chống mối mọt, chống ẩm mốc. Trước đây là vải này được là vải lụa Hà Đông, vải ta tầm Hà Đông. Dạ. Thì sau này do nhu cầu người sử dụng, rồi cộng thêm cái sự phát triển phong phú về những cái loại vải, nên là mọi người mới thử các loại vải để lên đèn xem nó hiệu ứng như thế nào. Và cái nhu cầu khách hàng muốn rằng là trên cái đèn nó phải có những cái họa tiết hoa văn như thế nào để cho nó phong phú. Thì cho nên sau này mới có nhiều loại vải khác nhau được dán lên đèn. Lúc nãy anh có nhắc đến việc là anh có tham gia vào OCOP và đưa sản phẩm của mình tham gia chương trình đặc biệt này. Thực ra là em cũng không phải là người ở trong lĩnh vực này, nhưng mà em nghĩ là khi mà bắt đầu tham gia chương trình này, nó sẽ có một chút tiêu chuẩn nào đó khi mà mình cho ra những cái sản phẩm vào thị trường. Thì anh nghĩ nó có hạn chế cái sự sáng tạo của những người làm nghề lồng đèn của mình không? Không, nói về OCOP thì cũng là một quá trình mà mình tham gia từ năm 2018, tức là trước dịch. Cũng là một quá trình dài. Thì đây, mình sẽ giới thiệu với Tường nha, một sản phẩm về OCOP.
Mục đích của chương trình là để phát triển những sản phẩm làng nghề, những sản phẩm địa phương, tạo ra những cái công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và thu gom những cái nguyên liệu tại địa phương mà không bị bỏ phí đi, phát triển thêm nhiều cái sản phẩm. Thì đối với chương trình OCOP, giấy tờ nha thì nó rất nhiều, hồ sơ mà mình làm phải có cọc như thế này nè. Rồi về hình hồ sơ về hình ảnh, hồ sơ về các giấy tờ về thuế, giấy phép kinh doanh này kia, nói chung là rất là nhiều. Đó là một chương trình thật, tạo ra một sản phẩm thật. Một sản phẩm OCOP là phải có bao bì rõ ràng, có tên về xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có thương hiệu được đăng ký thương hiệu. Thêm một phần nữa, đối với sản phẩm OCOP thì nó phải có về câu chuyện sản phẩm. Để cho người sử dụng hiểu được là sản phẩm đó được làm từ cái gì, xuất xứ từ đâu và nó như thế nào để tạo ra một sản phẩm như vậy. Thì đây, đó là từ cây tre và vải lụa ta tầm Hà Đông nè. Dưới bàn tay của người nghệ nhân thì sẽ tạo ra những chiếc đàn như vậy. Và hội nhập ở chỗ là em thấy là song ngữ ha, có cả tiếng Anh, tiếng Việt để cho tiếp cận với tất cả mọi đối tượng khách hàng. Và mục đích của mình là mang cái sản phẩm này đi ra thế giới để cho bạn bè thế giới biết được rằng mình có một sản phẩm truyền thống là như vậy. Đến với Hội An thì đến với một cái sản phẩm truyền thống như vậy, và khi về á thì bạn đang có một cái sản phẩm du lịch như vậy. Một cái nữa mà em theo thông tin được biết nha về sản phẩm của bên mình, đó là có bảo hành. Đúng rồi. Dạ, anh chia sẻ thêm một tí xíu, tại vì em không tưởng tượng là bây giờ mua một chiếc lồng đèn thì mình cũng sẽ được bảo hành. Cái gì nó thủ công thì cái người sử dụng sẽ là có những cái bước khó về cái vấn đề về bung và mở đèn. Đối với nan ke thì nó sẽ có những nhược điểm, bởi vì khi mình bóp nan á thì sẽ có những cái chỗ nó mỏng đi và cái chỗ những dài đi, thì những chỗ mỏng đó nó sẽ dễ bị gây ra gãy nan. Hoặc là về keo thì nó sẽ có những chỗ mà nó bị hở keo, thì trong quá trình sản xuất thì nó cũng phải xảy ra lỗi, bởi vì toàn bộ nó gần như là 90% là tay chân. Những cái lỗi đó mình sẽ khắc phục cho khách hàng bằng cách, nếu như khách hàng gấp quá mình sẽ có thể đổi cho khách hàng một cái đàn mới. Còn nếu như mà khách hàng ở đây thì mình có thể sửa lại cái đàn đó cho khách trong một cái thời hạn bảo hành, tức là 5 đến 7 ngày trong quá trình sử dụng. Ở xưởng của anh thì chủ yếu là làm theo thiết kế của khách hàng là nhiều, thì hiện tại là mình đang thu hẹp cái vấn đề sản xuất lại đây và mình sẽ chuyển những hàng hóa về lại những cái không gian khác mà mình thuê bên ngoài, tức là mình bây giờ mình sẽ thuê rải rác ra. Dạ, chứ không về một chỗ nữa. Dạ. Chỗ nữa thì không gian chỗ này mình sẽ tận dụng để mình làm cái không gian trải nghiệm. Dạ, còn giờ chắc là em nhờ anh Hoàng sẽ dẫn em với lại quý vị khán giả đi tới khu vực trải nghiệm anh ha. Mình sẽ giúp tường để tạo ra một cái sản phẩm đẹp nhất. Từ chức nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, Võ Đình Hoàng và cộng sự tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư thêm về kiểu dáng, mẫu mã và giá trị cộng thêm cho thương hiệu đèn lồng The Lantana. Chính nhờ đó, chỉ sau một năm, sản phẩm của anh đã được nâng hạng OCOP lên 4 sao cấp tỉnh. Đến nay, The Lantana đã đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp tỉnh và là một trong những thương hiệu đèn lồng chất lượng, uy tín hàng đầu trong hơn 200 cơ sở sản xuất và kinh doanh đèn lồng lớn nhỏ tại Hội An. Mặc dù vậy, hành trình của Võ Đình Hoàng và The Lantana không phải lúc nào cũng màu hồng. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát kéo theo hoạt động sản xuất, kinh doanh đèn lồng gần như dừng lại. Tuy vậy, Võ Đình Hoàng vẫn không chấp nhận từ bỏ công việc mình đã chọn. Anh chấp nhận thu hẹp lại quy mô và nhân sự, tận dụng thời gian này để tập trung vào việc thiết kế mẫu mã mới, cải tiến chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, ngay khi giai đoạn khó khăn qua đi, The Lantana vẫn đủ năng lực hồi phục và bắt đầu phát triển mạnh không chỉ ở trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước như châu Âu, Singapore, Nhật Bản, v.v. Ngoài ra, Võ Đình Hoàng còn mở rộng thêm hoạt động trải nghiệm cho du khách tự làm lồng đèn ngay tại xưởng sản xuất của mình. Đây không chỉ là yếu tố giúp thu hút khách hàng mà còn là không gian để anh chia sẻ những giá trị văn hóa, nét đẹp cốt cách con người Hội An qua chính từng chiếc đèn lồng đặc trưng. Một hành trình dài theo đuổi đam mê làm đèn lồng Hội An của anh chàng kỹ sư nhiệt điện lạnh Võ Đình Hoàng là hành trình của tình yêu và sự trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương. Anh Hoàng đang dẫn Tường ra một cái không gian trải nghiệm về đèn để cho Tường làm một chiếc đèn nha. Tự mình sẽ làm một chiếc đèn của Hội An nha. Giờ em nghĩ là cố gắng làm sao để mà nó nhìn vô vẫn biết là đèn Hội An là ok rồi. Bây giờ mình sẽ làm công đoạn gì anh hả? Trước tiên là mình sẽ chọn cái khung sườn. Thì đây là cái khung sườn đèn
20. Và hình dạng gì nè? Củ tỏi. À, còn cái này hồi nãy là hình màu khác, có nhiều dạng khác nhau, hình củ tỏi. Củ tỏi. Cái khung này đã được hoàn thiện rồi. Đây là phần khung. Còn đây là phần vải. Trên cái đèn này là nó có 2 4 6 8 nang. 8 nang. Đây gọi là nang đèn. Sau khi mình bokeh thì mình sẽ dán lá vải này lên 3 nang đèn như thế này. Sau đó mình sẽ dán 3 nang đấu xứng. Rồi sau đó hai lá vải cuối cùng thì sẽ đè lên hai cái phần còn trống lại. Chứ không phải là nối tiếp. Rồi. Dạ. Em nghĩ là chúng ta sẽ phải canh để mà làm sao cho nó cái vải nó căng đúng không anh? Đúng rồi. Đây là một cái công đoạn mà khó của người thợ. Làm sao mà để cho cái vải nó được căng đều lên. Mà khi mà cái đèn được xếp lại thì nó không bị biến đổi hình dạng. Để đến khi bung lên, mở cái đèn ra, cái vải nó không bị kéo giãn đi. Hiện tại mình đang tạo ra một sản phẩm mà có sự kết hợp giữa giấy dừa, giấy dừa nước cẩm thanh và đèn. Đây, đây là một sản phẩm mình đã làm thử, hoặc là trong đó có một sản phẩm mình đã có mẫu mình treo trong đó. Nó vừa kết hợp được cái nguyên liệu tại địa phương. Tức là giấy dừa nước thì tại địa phương Hội An rồi. Bây giờ đàn lồng cũng tại Hội An luôn, thì tại sao mình không tạo ra một sản phẩm mà nó của Hội An luôn. Vậy thì mình cũng gián tiếp là mình cũng tạo điều kiện cho một số những lĩnh vực khác tại quê của mình nữa. Đó là một cái điều mà trăn trở của anh từ rất lâu rồi. Tức là vừa rồi em có biết rằng Hội An cũng được công nhận là thành phố sáng tạo đúng không? Dạ. Thì có một lĩnh vực trong sáng tạo đó là lĩnh vực về thủ công dân gian. Cái không gian mà lúc nãy Tường vào tham quan á, thì trong đó cũng có một kết hợp một số cái nghề giống như là nghề làm giấy, nghề làm tre, nghề thêu. Thì mục đích của anh ở đây á, là để tạo ra một không gian mà có tất cả các nghề, để khi khách đến đây thì người ta hiểu được một phần nào đó giá trị nghề tại Hội An và như thế nào, mà phải là sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, chứ mình không sử dụng những cái sản phẩm ngoài địa phương hoặc là những sản phẩm mà nó không mang tính chất về thủ công mỹ nghệ. Rồi, nhẹ nhàng với cái đèn. Hãy xem cái đèn là một người phụ nữ. Đó rồi, em hơi bạo lực rồi. Rồi, trước tiên là Tường phải cắt ở điểm giữa của cái lá vải. Bởi vì hai lá sau á là làm sao để cái đường cắt này nó thẳng. Để cho cái đèn nó nhìn nó thẩm mỹ. Sản phẩm truyền thống thì ai cũng có thể làm được, nhưng mà phải làm như thế nào để sản phẩm đó nó mang tính chất đặc trưng văn hóa tại địa phương. Đừng làm để cho cái sản phẩm nó không còn là giá trị nữa. Nó mang tính thương mại quá. Đúng rồi. Đàn lồng Hậu An thì nó cũng là mang một cái thương hiệu rồi, mang một nét đặc trưng của văn hóa tại địa phương rồi. Thì làm sao đừng có để mất cái nét văn hóa đó, mà hãy phát triển cái nét văn hóa nó tốt và đẹp hơn. Khi mà nhìn lại tất cả những hành trình mà mình đã làm được với lồng đèn của quê hương mình, muốn hỏi anh là hiện tại bây giờ anh đã thực sự hài lòng với những gì mà anh đã làm được hay chưa, hay có gì đó mà anh cảm thấy vẫn chưa hài lòng, vẫn còn tiếc nuối và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa? Nói về hài lòng thì thật sự là mình vẫn chưa hài lòng, bởi vì một cái bước đường dài mà mình đi á, nó vẫn chững lại ở một cái điều là trong tâm mình muốn là nó phải hơn thế nữa. Làm gì đó mà nó phải hơn thế nữa, để cho mọi người biết rằng là cái đàn lồng này nó đẹp hơn như thế nào. Mà chắc chắn là cái đó mình đang dự tính cho cái dự án phát triển của mình tiếp theo, trong những năm tiếp theo. Em nghĩ là chắc chắn là trong thời lượng ngày hôm nay thì rất là khó để mà có thể làm xong được luôn chiếc lồng đèn, mà em thấy đây là trải nghiệm rất đặc biệt rồi. Chương trình của mình như em giới thiệu ngay từ đầu á, có tên gọi là Hạnh Phúc Con Đường. Nãy giờ thì em đã thấy được con đường mà anh Hoàng đã đi, và thăng trầm đều có cả. Anh có cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có hiện tại hay không, cũng như là cái con đường mà mình đã lựa chọn? Hạnh phúc chứ, bởi vì mình làm cái mà mình được đam mê, làm cái mình đã yêu nó thì mình phải hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa là những gì mình làm đã được gia đình chấp nhận, được vợ con mình chấp nhận, mình vẫn đảm bảo được cái cuộc sống gia đình của mình.
thì đó là điều hạnh phúc lớn nhất của mình. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu đến với chương trình Hạnh Phúc Con Đường. Và em nghĩ là bản thân em cũng như quý vị khán giả đã được lắng nghe những câu chuyện từ anh. Không chỉ là câu chuyện của cá nhân anh Hoàng nữa, mà rộng hơn đó là một cái khát vọng để gìn giữ hồn cốt của Hội An cũng như là đất Quảng Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chương trình Hạnh Phúc Con Đường cũng có một món quà đặc biệt dành tặng cho anh Hoàng, món quà kỷ niệm gửi đến anh. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham dự. Cảm ơn chương trình. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho chương trình. Mong rằng con đường hạnh phúc này nó sẽ đến với mọi người. Dạ. Đây, một kỷ niệm chương của chương trình Hạnh Phúc Con Đường của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Hạnh Phúc Con Đường xin được phép khép lại. Khán tưởng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số phát sóng kỳ sau.